Thời gian vẫn đi qua cùng năm tháng, cuốn trôi mọi hiện hữu của kiếp nhân sinh. Cuộc đời áo khóa bọt bèo cứ xoay vòng, làm phai mờ tất cả thịnh suy của thế cuộc. Nhịp sống hối hả và đầy lo toan sinh kế cuốn con người chạy theo dòng đời tất bật. Đôi khi ta đánh mất mình bởi những phút giây dội dàng. Cần lắm một khoảng lặng bình yên để được dung hòa sự sống, đánh tan mọi phiền muộn của kiếp người. Và không gì khác hơn, đó chính là hình ảnh mái chùa cùng với nếp sống thanh tao, bình dị như đưa con người về với suối nguồn thanh lương, được tắm mình trong dòng nước chan hòa, an nhiên và bình lặng. Chùa Khánh Long tọa lạc tại ấp Trạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đã từ lâu, ngôi chùa là nơi tu học của bao thế hệ tăng chúng, là nơi dâng hương lễ Phật, tu tâm dưỡng tánh, quay về nếp sống tâm linh của toàn thể đồng bào Phật tử. Để góp phần vào sự nghiệp trồng người và nuôi dưỡng tính thiện trong tâm hồn của giới trẻ, Đại Đức Thích Huệ Phương đã đứng ra thành lập lớp giáo lý và lớp luyện võ để con em Phật tử quanh vùng có nơi học tập, sinh hoạt lành mạnh với mọi hoạt động đều được miễn học phí. Lớp học được mở ra từ năm 2007, đến nay đã trải qua hơn 10 năm đồng hành cùng thế hệ trẻ. Với những kết quả đạt được từ các em khóa sinh và nhiều lời phản hồi tích cực từ phía phụ huynh, lớp học giáo lý và lớp luyện võ đã ngày càng thu hút được số lượng các em về tham dự đông hơn. Khóa học trung bình có 50 em, riêng vào những ngày hè dao động từ 100 đến 200 em. Về mô hình lớp học giáo lý, được thầy Huệ Phương mở ra dựa trên nền tảng giáo lý của Phật Đà. Khi trẻ em hôm nay phải đối mặt với nhiều trò chơi giải trí không lành mạnh, cùng với sự cám dỗ từ bên ngoài xã hội, thì khi đến với lớp học, các em sẽ được cân bằng lại cuộc sống với những bài giảng ý nghĩa từ quý thầy. Sau cái khóa tu mùa hè của chùa Khánh Long tổ chức là chúng ta phải từ bỏ hết tất cả cái gì? Không chơi game, không nghe lời bạn bè xấu, đúng không? Phải lo học hành. Tương lai các cháu mà học đàng hoàng thì hãy nghĩ các cháu tương lai rất là sáng. Chúng tôi rất là mừng khi mà thầy Huệ Phương mấy chục năm nay thầy Huệ Phương duy trì được cái lớp võ nhờ cái chú Toàn mà chú dạy đó xuyên suốt, cho nên cái công đức của thầy Huệ Phương rất là lớn. Các cháu từ giờ phút này các cháu có cơ hội này thì các cháu nương vào cái đức độ của thầy Huệ Phương, phải nương vào cửa Phật để cầu nguyện cho Tam Bảo gia hộ cho các cháu được nhiều cái sức khỏe trước, rồi được cái trí tuệ để học hành để trở thành một người tốt, được không? Thông qua đó, các em đã hiểu thêm phần nào những giáo pháp vi diệu mà Đức Phật truyền trao để biết chuyển đổi tâm tánh, gạt bỏ đi lối sống ích kỷ, giúp cho cuộc đời này có nhiều hoa trái của hạnh phúc từ chất liệu tình thương, đồng thời giúp cho Phật Pháp sẽ luôn được trường tồn, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và phát triển. Xuất phát từ việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho các em nhỏ, lớp học võ là nơi các em có thể tìm thấy những kiến thức cần thiết, giúp bổ sung kỹ năng đối phó với những tình huống khẩn cấp có thể gặp trong cuộc sống. Trong không gian yên tĩnh của chùa, các võ sinh tích cực tập luyện với sự hướng dẫn nhiệt thành của quý thầy. Khung cảnh vui nhộn của các võ sinh từ khắp huyện xã theo các ngã đường đổ về chùa học võ với nhiều độ tuổi khác nhau. Trưởng ban tổ chức Thượng tọa Thích Huệ Phương luôn dành một tình yêu thương đặc biệt
hướng đến các em nhỏ tại vùng quê nghèo này. Thầy từng bước dìu dắt các em dần thăng tiến đến đỉnh cao nhất của sự tu sửa và làm mới theo lời Phật dạy. Nơi đây, các em sẽ được chư tôn đức trao truyền những tinh hoa của Phật Pháp. Những tinh hoa đó cùng quyện với những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam của văn minh nhân loại để làm tiền đề cho cuộc sống nhân thiện. Đường đi vào chùa vừa xa vừa rất khó đi, gây nên nhiều bất lợi cho quý Phật tử và các em nhỏ đến chùa. Chứng kiến tận mắt hình ảnh nghẹn lòng khi những ngày mưa lũ ngập nước, các em đạp từng dòng xe khó khăn, bước qua bùn lầy để được về chùa. Nhận thấy lòng tin vào Tam Bảo và khát khao được đến chùa tu học của những người con Phật, Thượng tọa Thích Huệ Phương ấp ủ tâm nguyện sớm xây dựng được cây cầu bắc qua con kênh để tạo điều kiện phục vụ cho đời sống sinh hoạt tâm linh, việc đi lại thuận tiện và giảm thiểu được rủi ro tai nạn cho người dân nghèo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử cũng như quý đồng hương xa gần, chùa Khánh Long có cách nay hơn 100 năm, trải qua rất là nhiều đời trụ trì. Thì hôm nay, hàng năm, vào ngày 1, 2, 3 tây tháng 6, thầy đều tổ chức cái khóa tu mùa hè dành cho trẻ em ở vùng sâu nơi đây. Thì hôm nay cũng nhân dịp này, thầy xin giới thiệu đến toàn thể quý nam nữ Phật tử cũng như quý đồng hương. Thì ngôi chùa Khánh Long có cách nay 100 năm, rất là nhiều đời trụ trì trải qua. Nhưng cách đây 19 năm trước thì cố Hòa Thượng Thích Minh Trí đã đưa thầy về đây để trụ trì. Nhưng ngôi chùa này xuống cấp rất là trầm trọng và ngôi chùa chìm ở trong nước lũ. Sau một trận bão là bị sập, thầy đã xây dựng lại năm 2008 để cho bà con nơi đây cũng như các em nơi đây có nơi để tu tập. Và rất là trải qua nhiều thời kỳ. Vì hôm nay thì quý vị cũng biết là đường đi cũng là thông thoáng. Một phần nào đó chùa cũng được trang nghiêm. Bên cạnh đó để cho sự sinh hoạt được thuận tiện hơn, hiện tại bây giờ thầy tha thiết rất mong được làm một cây cầu bắc ngang dòng sông này. Từ bên ngay lộ chính đó mà đi qua chùa chỉ cách nhau có một con sông thôi. Thì quý vị cũng thấy trước mặt đây là con sông đó, chỉ cần bước qua sông là tới chùa liền. Nhưng mà vì điều kiện không có nên phải đi đánh một cái dòng rất là xa để qua đây, mà cầu thì nhỏ hẹp và điều kiện thì cũng không có được để tới. Nên bây giờ ước nguyện của thầy là xây dựng một cây cầu chiều dài từ bên đó qua đây là 30 mét, và ngang bề ngang của cây cầu là 5 mét. Thì kinh phí khoảng 1 tỷ đồng để xây dựng được cây cầu này. Thì thầy tha thiết kêu gọi quý vị Phật tử, mỗi người một chút, một viên gạch nhỏ, mỗi người một muỗng cát, mỗi người một muỗng xi măng để giúp thầy làm cây cầu. Làm cây cầu để cho có điều kiện quý vị đi tới chùa lại Phật, có điều kiện để quý Phật tử đi tới để mà tu tập được thuận tiện hơn. Mong rằng sự hỷ tâm của quý vị sẽ giúp cho thầy sớm hoàn thành được tâm nguyện là làm một cây cầu lớn đặng cho xe chạy qua bên đây luôn, và có thể làm một cái bãi xe ở bên trong để cho tất cả các xe đến chùa đều được đi thẳng qua chùa mà không phải đậu bên kia đường để làm kẹt lối đi nữa. Thì thầy rất mong quý vị tha thiết, những quý vị, những nhà hảo tâm giúp đỡ thầy để làm một cây cầu, sớm hoàn thành cây cầu để cho các em cũng như tất cả mọi người đến chùa được thuận tiện hơn. Thì thầy xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Mọi chi tiết quý vị xin liên hệ Đại Đức Thích Huệ Phương, trụ trì chùa Khánh Long, ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Mong quý vị đóng góp thì quý vị theo địa chỉ đó để mà ủng hộ.
Một lần nữa thầy xin chân thành cảm ơn và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ quý vị cuộc sống luôn được an lạc, gia đình thì hạnh phúc và công việc lúc nào cũng được hanh thông, ngõ hầu trợ duyên cho Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày cuối cùng của khóa tu học hè, các em nhỏ được sinh hoạt và nhận những phần quà ý nghĩa. Dù công việc bận rộn, dù đi lưu diễn nhiều nơi, nhưng hai diễn viên trẻ Hòa Hiệp và Bá Thắng cũng không quên dành những tình cảm tốt đẹp đến cho người nghèo. Bên cạnh đó còn có đoàn từ thiện của công ty Sky cũng đến trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn quanh vùng. Chúng tôi cảm thấy thật sự xúc động trước hình ảnh của thầy. Người thầy luôn hướng lòng mình đến những mảnh đời nghèo khó, mở rộng lòng từ, sẻ chia và yêu thương. Thầy ân cần thăm hỏi, động viên bà con và gửi đến họ những phần quà như tiếp thêm niềm tin, nghị lực sống. Không chỉ đem lại nguồn ánh sáng Phật Pháp giúp người dân khai mở tuệ giác, mà thầy còn mang đến cả giá trị tinh thần để phần nào giúp bà con nghèo bớt khổ. Đã nhiều và nhiều những câu chuyện đẹp thầy đang viết lên cho cuộc đời này, bởi vì với thầy, sự an nhiên, hạnh phúc thực tại chính là nụ cười của người khác. Cho đi là còn mãi. Công ty Sky hộ nhà nghèo để phát cho họ từng phần gạo, từng phần sữa, giúp cho những cụ già nghèo neo đơn và những ngôi nhà nghèo như thế này. Xin quý vị Phật tử nhìn và thấy những cái cảnh này, tại vì đoàn đã đi tới nơi, tận nơi để mà phát. Này ở đậu người em đó, chứ tôi đâu có nhà cửa gì. Dạ. Ở đậu đó. Rồi. Các em đâu vậy đó hả bà ba? Ừ, dành chung cho con cát nè, cái bê. Đọt nhãn lòng. Không biết rồi không? Đọt nhãn lòng hả? Ăn canh đọt nhãn lòng hả? Ăn cái bê này, rồi. Đọt chung mới cho đó. Mấy anh em này của công ty Sky đó ông cụ, họ nhìn ăn bớt mặt, họ bớt một phần lương của họ. Tất cả các anh em có một phần gạo, phần sữa và một phần bao thơ tiền để giúp cho cụ trong cái lúc tuổi già. À, rồi, mấy em trao quà cho ông cụ đi con. Để lên giường. Rồi, chúc ông sức khỏe nha.
Qua đây chúng tôi cũng xin tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng nhau phát huy tinh thần từ bi bằng những hành động cụ thể giúp đời, giúp người, cùng chung tay xây dựng chiếc cầu cho bà con Phật tử được thuận tiện đến chùa tu học. Chiếc cầu không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là chiếc cầu nối gắn kết mọi người đến gần hơn với Phật Pháp, là sự thể hiện tình cảm, tấm lòng khi hướng về nguồn cội. Mọi đóng góp kính mong quý Phật tử vui lòng liên hệ Thượng tọa Thích Huệ Phương, trụ trì chùa Khánh Long. Số điện thoại 094-444-1438. Số tài khoản 018-100-311-3990 Vietcombank, Cai Lậy, Tiền Giang. Chủ tài khoản Lưu Đình Khải. Bằng cả tấm lòng tri ân của những người con Phật, tất cả sự hỷ cúng của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho chư tăng bổn tự trên bước đường hành đạo, phục vụ chúng sanh, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của xã hội trên tinh thần đạo Pháp.